Nay bán được mấy tờ báo rồi? Có được tờ nào đâu, trời ơi, ế quá trời ế luôn nè. Thôi đừng có xỉa xói nhau nữa, bên kia bán được bao nhiêu chai nước mà làm cái ghê vậy? Trời ơi, có bán được đâu, đang ngồi nè, rót ly nước để cúng cô hồn nè. Bà này người ta nóng quá, người ta mua nước mình đi uống cái đi. Người đang quạt sẽ tóc bay lên cho đúng concept à? Trời, bà sang quá, hèn chi ngày nào cũng trang điểm ra đây bán rau. Gì? Ai đây? Gì bà, ai mà như ăn trộm vậy trời? Ai kia? Ơi trời ơi, trời ơi, nhã nhạc toẹt. Ý quên, lộn, nhã nhạc nhòa. Trời ơi, đi qua đây. Trời ơi, đi nét tóp rớt rồi phải không? Cái mặt vậy làm người mẫu chi thi chi cho rớt vậy trời. Ngồi xuống đi làm như tướng đẹp lắm sao thi người mẫu. Nè, biết thông tin gì chưa? Trời ơi, bữa giờ đi thi quá trời thông tin luôn, nhiều thông tin lắm. Phi Vi tự tử xong thức dậy cái ngực bự lên luôn. Thì có là tự tử. Ừ, đi tự tử, đi tự tử. Đâu có chết đâu. Nhiều lắm, nhiều thông tin lắm. Ủa, bữa giờ... Ủa, cái gì? Bà ơi, Phí Phương Anh mới đăng quang Việt Nam Next Top Model năm nay đó. Trời ơi, nhiều thông tin lắm, lạ lắm, trời quá trời luôn. Ở đây có nhiều thông tin, em ngồi đây. Bây giờ phải là ngồi update từ từ. Mấy anh chị ơi, thật ra là em rớt về á, nên là em cũng hơi chậm á. Bị căng não, bị căng não quá. Dạ, 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 quá cái gì mà như cái chợ. Thôi, có dầu, có dầu gió, có dầu gió, không sao, có dầu gió. Dạ, dạ. Nói chung là cả từ ngày em đi là tụi chị không có buôn bán gì được. Ủa sao hả chị? Đâu có ai mua gì đâu mà buôn bán được. Cho nên bây giờ chị giống qua một cái ngành nghề mới rồi. Bây giờ là bao nhiêu cái tin mà sốc nhất, những tin hot nhất trong tuần đó là tụi chị sẽ gom lại xong mình nói chuyện, xong bàn luận, xong rồi mình chọn ha, mình chọn từ thấp tới cao, là tin là sốc nhẹ, sốc nặng, sốc vừa vừa gì đó. Tóm lại chợ của mình bây giờ thành một cái bảng xếp hạng những thông tin hot, hiểu không? Mà có một cái phương châm của chợ mình: sốc tiếp, từ chuyện nhắn nhít đến chuyện tiêu tức. Nghe giật cả mình. Trời ra nói về cái chương trình bằng sức lãng này đó thì chúng ta có rất nhiều thông tin hot đến từ cư dân mạng, những người trẻ tuổi giọng sơn quá à, vẫn là một cái thông tin được đọc nhiều kinh khủng khiếp luôn. Đó là về một cô gái tên là cái gì quên ta. Ờ vậy không có cập nhật thông tin chứ không biết. Thúy Vi biết cái vụ gì không? Vụ gì, vụ gì? À nãy có nói đúng rồi. Trời, nãy có nói sơ sơ rồi là coi như là tự tử. Ôi sao qua ngày hôm sau cái ngực bự lên luôn. Nhưng mà có biết tự tử bằng cách gì không? Không biết, không có nói. Thực ra trên thế giới nó rất là phổ biến, đó là dùng scandal để nổi tiếng, và khi nổi tiếng thì chuyển hướng và làm một cái ngành nghề gì đấy, ví dụ như kinh doanh hoặc trở thành một hot blogger. Giống như là ở bên Mỹ có rất là nhiều người không hẳn thực sự là tài năng giống như chị em nhà Kim Kardashian á. Thì Việt Nam mình đang nghĩ là rất là nhiều người đang đi theo cái hướng đó. Cộng đồng mạng thích chửi hơn thích khen. Đúng không? Thích tò mò nhiều hơn. Thích chửi hơn. Cho nên là ai mà càng rú bịch mà càng coi như là có nhiều cái để gây sự chú ý á thì người ta lại càng quan tâm. Đúng cho rồi. Nên là những người đã nắm bắt được cái tâm lý đó thì họ đang phát triển rất là tốt trên cái gọi là cái social của họ. Cái đó cũng là một cái em thấy là giúp cho mọi người giải trí. Nhiều khi mọi người đi làm gì mọi người thấy những cái thông tin mọi người không biết làm gì thì mọi người đọc những cái đó mọi người sẽ thấy ôi trời ơi sao nó làm gì, mọi người sẽ vô bàn tán và mọi người xôn xao hơn. Cái vấn đề mà phẫu thuật thẩm mỹ đó rất hot. Lúc nào cũng là hot hết. Em nghe đâu thông tin là cũng có hai người bị cũng là phẫu thuật thẩm mỹ và đang gây hai luồng trái chiều. Ai? Đó là ca sĩ Hoàng Tôn và anh Khắc Tiệp. Có người gọi là thấy là họ thay đổi hình ảnh khác hẳn, nhưng mà bên cạnh đó cũng có một số người cho rằng là cái hình ảnh mới này không phù hợp với họ. Nhưng mà quan trọng vẫn là bản thân mình. Nếu mà mình thấy nó phù hợp với mình rồi thì ok, mình có thể tự tin, mình có thể bước ra đường hoặc là mình có thể giao tiếp với mọi người là được rồi. Đúng rồi, phẫu thuật thẩm mỹ là quyền của mỗi người, thích là làm. Ngày 20 tháng 10 ý, thì vô hình lại có một cái người đàn ông mà lại xuất hiện trên Facebook của hai người phụ nữ. Một là vợ của anh ta, người còn lại thì lại là bồ. Thì tò mò không hiểu sao trong một ngày có thể đi chơi với hai người mà áp ảnh lên đồ thị cũng giỏi thật. Cái này là có nhầm lẫn chút xíu, có nghĩa là cô bồ không có được đi chơi với anh đó ngày hôm đó. Nhưng mà đang lên chiêu tức nhưng mà vẫn đăng hình lên. Và cô vợ thì đang đi chung với chồng, người chồng, và cô bồ chỉ đăng hình hai người chụp chung với nhau lên luôn. Nhưng mà là có con chưa chị? Theo cư dân mạng, cư dân mạng thì cô vợ đã có hai người con rồi. Cũng còn nhỏ lắm. Còn cái cô thứ ba đó thì đang có thai. Trời ơi, đứa cô có thai. Còn hai người làm gì bất thường vậy? Bây giờ có thai bình thường mà. Tụi em hơi bất thường là bị chuyển có thai với em nó không. I think nếu mà một người đàn ông mà có nhiều người phụ nữ thì theo em thì cũng bình thường thôi. Bởi vì ví dụ như em đi, đúng không? Người em là một người con gái dễ thương đi. Em cũng có thể có nhiều người chồng mà. Đây, ví dụ đây. Một mình một lúc em có thể yêu Christian Ronaldo from Bồ Đào Nha nhá. David Beckham,
London, Justin Bieber, New York, and Brad Pitt just married, à đâu, just ly hôn là gì nhỉ? In Hollywood, đấy, em cũng có thể có như 4 người thì em nghĩ rằng là một người đàn ông có 2 người phụ nữ thì cũng bình thường thôi mà. Trời ơi, em ơi, em giống như là coi như là vợ mà công cộng luôn á em. Nhưng mà nhiều chồng quá vậy. Đâu vậy? Thôi, thấy không? Thấy cái đầu hơi bị mớp mớp nè. Cái này là ảnh ghép. Trời ơi, cái này là ảnh ghép. Trời ơi, cái này là công nghệ chị ơi. Hàng công nghệ. Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi, rồi. Cái tường bị méo luôn. Bà thì bà ghê. Gặp chị mà có thằng chồng vậy là chị cắt, cắt. Cắt gì chị? Cắt nước đi. À, cắt nước mối quan hệ. Ờ, cắt nước mối quan hệ. Không, nhưng mà... Không, mà như thấy là tội nghiệp hai người phụ nữ á. Giống như mỗi người đều phải cố cover cái Facebook của mình lên, giống như là phải cố thể hiện ra là mình đang hạnh phúc nhưng mà với cái người đàn ông đó. Em nghĩ là một trong hai người sống ảo và người kia lấy hình của WhatsApp lên. Ê, đó. Hồi nãy em nãy chị nhớ chị là ba phải thôi mà sao em ba phải vậy? Hồi nãy là em khẳng định là bây giờ người ta gian díu, rồi bây giờ em khẳng định lại theo hướng của... Em thì khẳng định nhưng mà em giờ em nghĩ lại rồi. Bây giờ thấy là sao nó nhiều chồng à? Chuyện tình cảm là chuyện cá nhân, cho nên là có chuyện gì thì cũng đúng nghĩa là phải đóng cửa giải quyết với nhau, chứ không có lên Facebook để mà tố người này tố người kia được. Thôi nói chung là bây giờ mỗi đứa mà có tiền chẳng tiền lẻ gì cũng được, cho chị xin đi. Để chi vậy chị? Thì quyên góp từ thiện, đóng góp cho anh Phan Anh nè. Dạ dạ được rồi, để đi. Lẹ. Được cái gì? Hả? Người đó bỏ túi riêng rồi sao? Trời đúng rồi chị, trời chị gom tiền thiện nguyện để chị bỏ túi riêng ở chỗ. Không, trời ơi, người ta chỉ làm việc tốt thôi, không ai bỏ người riêng đâu. Vậy bà cho Nguyên xe ra, bà đi. Mà nghĩ sao vậy, nghĩ sao mà tôi đi lấy tiền từ thiện làm túi riêng. Ai biết được chị, đâu bằng chị đâu. Làm được rồi. Bởi vậy bây giờ tôi đã lâm vào tình cảnh của anh Phan Anh rồi, tôi mới hiểu rõ. Nghệ sĩ mà làm từ thiện cũng sẽ rất là nguy hiểm, hôn dao hai lưỡi. Nghĩa là nghệ sĩ bây giờ người ta có một cái sức ảnh hưởng nhất định, một cái vị trí nhất định, thì khi mà người ta hô hào lên thì sẽ nhận được rất là nhiều những cái sự hỗ trợ, những sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng mà sẽ có những người họ sẽ nghĩ là cái cô này, cái anh này có thực sự là làm từ thiện hay không, rồi cái số tiền nó đi về đâu. Em thấy rất là nhiều nghệ sĩ kêu gọi quyên góp, như là những cái anh chị lớn hơn, nhưng mà không hiểu sao tới anh Phan Anh thì lại người ta quyên góp rất là nhiều. Vì em thì em thấy là do một phần là khi mà anh Phan Anh anh ghi cái câu mà đừng im lặng, một cái câu rất là hay, một cái thông điệp rất ý nghĩa dành cho mọi người. Và bên cạnh đó thì không chỉ một mình anh Phan Anh đâu mà cả anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Đại Nghĩa và những các anh chị nghệ sĩ khác cũng bị ảnh hưởng, là cũng bị những cái suy nghĩ tiêu cực của mọi người nghĩ là những người này sẽ lấy tiền để bỏ túi riêng chứ không phải là để lo từ thiện. Ví dụ như lúc mà cái chuyện là quyên góp đang diễn ra thì lúc đấy là em đang lưu diễn ở Nga, thì có rất nhiều người nhắn tin cho em nói là tại sao chị lại ở Nga, sao chị không ở Nga, chị phải đi về đi, tất cả nghệ sĩ đang ủng hộ miền Trung thế kìa, mà chị lại ở Nga về ủng hộ. Nhưng mà em đang bán Nga mà em làm, ủa em đi Nga làm gì? Em đi Nga nhập rau. Em đi Nga làm gì? Em đi Nga nhập rau. Rồi thì mình chỉ quan trọng là cái mục đích cuối cùng của mình là gì thôi. Còn những người quyên góp từ thiện thì thật ra làm từ thiện là mình làm bằng cái niềm tin, có nghĩa là mình tin cái người đó. Ví như anh Ba nó cũng không biết là tôi là người tốt hay là gì hết, nhưng mà tại vì mình tin những người đó cho nên mình làm từ thiện. Dạ, em nghĩ anh Phan Anh cũng sẽ không để ý quan trọng những suy nghĩ tiêu cực của mọi người đâu. Thôi bây giờ tóm lại là như này đi, làm từ thiện là tốt rồi, tiền đã chuyển tới rồi. Còn người ta khoe hay người ta không khoe, hay người ta có khoe hay người ta gì thì cứ chuyện của người ta đi. Miễn là những người nghèo đã nhận được tiền, những người lũ lụt đã được ủng hộ, đó là cái điều quan trọng nhất. Sự kiện mà anh Phan Anh làm từ thiện cũng giống như là tất cả những nghệ sĩ làm từ thiện mà bị ý kiến hai chiều như vậy á, nó rất là hot. Nhưng mà có những câu chuyện hot hơn nữa, bây giờ mình tiếp tục mình đến với những vị trí cao hơn nha. Mở đầu vấn đề này thì
Bởi vì nhóm mình có ai thích bóng không nhở? Thôi đây thích bóng, anh thích bóng. Bóng đá nữa ui. Bóng đá thôi vậy không em. Tuy nhiên thứ hạng này lại xếp cao nhất. Đó là bởi vì sao? U19 của đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng chung kết châu Á và lọt thẳng vào World Cup U20 thế giới. Đó đi. Quan trọng là mấy anh có đẹp trai không? Không. Đẹp gì được? Đẹp gì được? U19 thì 19 tuổi. Thì đôi trưởng của U19 hiện giờ đang là hot boy săn lùng nhiều nhất. Chào thai. Là phải tỏ tình vậy luôn á hả? Không đại ơi, nhân chương trình này duy chỉ xuống từ lâu thôi. Chị cảm phục trước tài năng của em và chị nghĩ rằng em đã rất là vất vả để vượt qua và em đã rất là tài năng và chị nghĩ rằng qua chương trình này nếu mà em xem được ha thì em hãy add Facebook chị được không và chị có hơi nhiều tuổi một xíu thôi. Không nhiều lắm, nhiều lắm em, nhiều tuổi lắm em chứ phải hơi. Có thể em đã có người yêu rồi nhưng mà em hãy cho chị một cơ hội đi bởi vì tình yêu của mình. Giang nhiều chồng lắm em ơi, Giang nhiều chồng lắm, nhiều mồi lắm. Gì cúng thì cúng, ở đây biết bao nhiêu người. Cúng cái gì đấy? Tài à, em hãy tin chị một lần nha, em vững tin ở U20 nha. Giang ơi quay lại, Giang ơi quay lại sau tiếng. Trời ơi, nhưng mà cái vấn đề ở đây là trời em thấy hãnh diện quá. Tại vì lần đầu tiên mà Việt Nam mình được vô tới World Cup U20 đúng không? Đúng, quan trọng nhất là đại năng cái màu áo của mình xanh. Nữa cũng quan trọng là đại. Thật ra thì U19 từ xưa giờ được nổi tiếng là một cái đội bóng rất là mạnh. Rất là nhiệt huyết, sức trẻ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Sức trẻ, khỏe. Tuy nhiên rằng là cái thể hình U19 thì cái người mà có thể hình tốt nhất đó chính là đại. Đang nghĩ rằng em một đội tuyển có một đề tài rất là tốt. Tại vì sao? Những thông tin về thể thao xưa giờ là bộ môn thể thao vua đã có rất là nhiều người quan tâm rồi. Nhưng thường nếu như cái tin nó mà gắn liền với trong đội tuyển của những người nào đấy, giống như là tại sao mà đội tuyển của Bồ Đào Nha luôn luôn được quan tâm là bởi vì có Cristiano Ronaldo. Thì Việt Nam mình cũng có đại đúng không? Kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà đại là nghĩ rằng là đại là một cái tài sản rất là đáng quý. Cho nên là hiện giờ thì cái friend list của đại là full rồi. Thế nhưng mà nếu mà Giang đã hơi trực tiếp nói chuyện hoặc là nhắn tin với nhau thì Giang nghĩ là vẫn có thể áp được là sao hay sao? Thế là em quên đi cái đời chị đó thôi. Ôi, hồi nãy ở đầu đường nhà mình đó, sao làm cái gì mà người ta xếp hàng đông trong cái nhà đó ghê luôn á. Nói cho nhà biết là cái thông tin 92 tỷ là bây giờ nó tràn khắp Việt Nam. 92 tỷ là sao? 92 tỷ là sao? 92 tỷ là như này nha, nó có một cái chương trình sổ số của Mỹ. Việt Nam thì nhiều năm rồi, nhưng mà đến ngày hôm đấy nó có một người trúng, hiểu không? Là nó dồn tiền thưởng lại. Là sao? Nghĩa là nếu mà không có người trúng á, thì cái tiền thưởng nó là cộng dồn, mà nó không có giới hạn tiền thưởng luôn. Là bây giờ cộng dồn tới con số 92 tỷ thì rốt cuộc đã có người trúng rồi. Và chị phát hiện là cái nhà đó là ngày xưa là gia đình của chị. Hả? Hồi xưa là chị, anh biết sao không? Ủa vậy là chị là cái giai gì trong đó? Ở đợ. Ô, gia đình của chị. Trời ơi, đây là coi như là em là coi như là cháu và thật là bên đó. Dạ, em cũng đang bị bệnh. Chị ơi, chắc không chừng em cũng có máu mủ á, tại vì dù gì đó cũng ngay gần nhà em á. Không phải bà, trời ơi, không tin tâm chỉ là giả thôi. Em nghĩ là một cách bi a của bên phía bên là chung số số. Nhưng mà nè, nó là có thiệt nha, mà đạt được đến nhận giải rồi. Không. Nhận giải, đó là cái người đàn ông nhận giải, nó mặt còn là mờ như vậy luôn nè. Đó, như là đâu có chính xác đâu. Không, nhiều khi người ta làm vậy để mà đảm bảo an toàn, đúng rồi. Em nghĩ là khi mà mình chung số gì đó thì cái số tiền nó rất là lớn. Thì đương nhiên mình phải công bố rõ ràng cái danh tính của người đó. Không, thực ra là như này nè, Việt Nam mình nó lạ. Nhưng mà với cái bên Mỹ á, thì cái chương trình sổ số này nó không phải là quá lạ. Đúng. Tức là có rất là nhiều người chúng cái chương trình này. Mà nó rất là công tâm. Nhưng mà rất là công tâm và an toàn. Chính xác không? Nhưng mà cũng là cái chương trình đó họ mang về đây nè. Nhưng bên Mỹ người ta có ý là bên kia là về cái chương trình an toàn của họ. Chứ họ phải bảo vệ, tại vì thực ra một cái người mà chúng cái số tiền lớn như vậy họ phải có cái trách nhiệm họ bảo vệ. Thì họ sợ là người ta sẽ cướp hoặc là như thế nào. Đúng rồi. Anh còn biết một cái thông tin như vậy nè, là có nghĩa là khi mà cái báo á, cái giờ công bố cái kết quả á, là cái báo đã ca trước bây giờ luôn. Ủa vậy hả? Cái báo đã ca trước luôn, thì tại sao là cái báo là được có được thông tin đó? Và cái báo là có người thì nó ở Trà Vinh, có người nó ở Cà Mau, có người nó Đồng Nai, không có báo nào chính xác hết. Ủa đâu ông, đầu đường nhà mình quên đó, thấy chưa? Không, đó em thấy là nó có thông tin thì cứ bị mập mờ. Thì có thể nó đánh lạc hướng để bảo toàn cho cái thông tin cá nhân của người nhận giải. Tuy nhiên là đúng hay không đúng, nhưng mà chúng ta có thể giải thích được rằng vì sao nó ở vị trí cao. Tại vì như thế này, cư dân mạng
có rất là nhiều điều quan tâm. Thứ nhất là nếu như ai đó tự dưng mà tiền rơi vào đầu á, sẽ có rất nhiều người không thích. Tự dưng hạnh phúc này. Chồng đại gia này, ghét này, ghét này, thích này. Tự dưng giàu có này, thích này, thích này, không lao động này, không có tiền này, dù quan tâm gì, 92 triệu đó, gia đình nó có làm cái này đấy, có làm 92 tỷ đó, gia đình có làm từ thiện không? Nhiều khi các bạn quan tâm không hẳn bởi vì cái thông tin đấy, hoặc là vì cái đơn giản là muốn quan tâm để biết và rất là muốn tin một cái điều rằng thông tin này không có thật. Để làm thỏa mãn cái lòng sung sướng của mình. Bởi vì bây giờ quá trời thông tin không? Cái thông tin mình rất là ghê gớm, tuần nào cũng có. Bảo cái tay ra coi. Bà này ta gác chút xíu thôi làm ghê không trời. Tuần làm gì mà ép người ta. Ủa ngồi mà mất một cái đồng nào của bà sao bà sợ như mất vậy? Mất đâu, mất cái diện tích của người ta. Trời ơi. Mở miệng nói chị em cái mở ra cái đụng gì các bà. Giờ không có sao, em phải che mặt. Quay phim. Đấy, có những người như này rồi bảo sao? Trời ơi, thiệt đó, chị không ngờ. Đánh phụ nữ ra công cộng. Rồi, ở ngoài sân bay có một cái chuyện rất là lớn. Đó là hai hành khách nam hành hung một nhân viên nữ của Việt Nam Airlines. Wow. Mà hành khách nam. Không nam lắm. Mém nam. Có rất là nhiều cái điểm mà gây nên cái sự bức xúc ở đây. Thứ nhất đó là tại sao sân bay được cho là một nơi công cộng mà lại xảy ra cái chuyện đó. Thứ hai nữa là họ muốn biết rằng là ai là người sai. Nhân viên không cho lên là sai hay là cái người đánh gây sai. Cái thứ ba nữa là cái người bị đánh là cái người không cho lên sân bay hả? Là không cho lên một vì quá giờ rồi, đúng không? Là cái người đó là một cái chị đó là chị quay phim giống như Giang không vậy phải đó. Là giờ làm việc của chị với Giang mặc quần phục và chị thấy cái chuyện mà hai người khách đó nói chuyện như không thực sự lắm thì mới cầm cái điện thoại để quay lại giống như Giang hồi nãy vậy đó. Thì theo như tường thuật là như vậy thì hai người kia mới yêu cầu cái người nhân viên nữ đó là không có được quay nữa, nhưng mà người nhân viên vẫn tiếp tục quay. Đúng rồi, em thấy không nên quay đâu chị, mấy chuyện này chuyện cá nhân của không em không nghĩ như vậy. Em nghĩ là một cái hành động không đẹp ở nơi công cộng thì phải chấp nhận bị quay lại. Đúng, em thấy đúng đấy, là phải quay lại. Chúng ta phải quay lại để làm gì? Khi mà ra có sự kiện cáo hay tranh chấp nào đó chúng ta phải có bằng chứng. Đúng rồi. Thế nhưng mà cái vấn đề đây nữa là quan tâm là bởi vì sao? Bởi vì cái danh tính của hai cái người đàn ông mà đánh người đó lại là những cái người mà làm trong cơ quan nhà nước và có ấy, cho nên là dân tình mình lại càng bức xúc. Và cái quan trọng nhất là có một nhân vật xuất hiện đó là Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên xong vào là Lục Vân Tiên rồi, Lục Vân Tiên rồi. Cứu cô kia xong phi cướp anh kia. Là lúc đấy là quá nhiều luồng thông tin. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ thì như vậy nè, ví dụ như một cái máy quay phim công cộng mà nó vô tình nó quay lại cái trường hợp đó thì có mình có thể chấp nhận được. Nhưng nếu như mà bây giờ ví dụ anh với Giang mà hai đứa mình kiểu như là đang gây nhau những cái chuyện gì đó mà một người nào đó lạ mặt đi mà không phải bạn mình mà quay lại thì tất nhiên mình cũng sẽ khó chịu. Đúng không? Tại cái này là hai đứa mình đang xử lý chuyện riêng mà thì người kia lại quay mình sẽ khó chịu. Không, em nghĩ là như này thôi, cái cô gái mà quay lại thì cô đó cũng là nhân viên trong cái hãng hàng không và cũng là nhân viên ở sân bay luôn. Cũng là nhân viên luôn. Chính vì vậy mà cô phải quay lại cái tình huống đó. Đây là bằng chứng, đây là bằng bảo vệ công ty. Là khi mà hai người kia kiện hãng hàng không là tại sao không cho họ lên thì cô sẽ quay lại để biết rằng là quay vào lúc nào và họ chậm bao nhiêu phút. Thì cái trường hợp đấy là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên rằng là thông tin này nó được theo dõi rất là kỹ. Bởi vì sao? Bởi vì là đến giờ thì hai người đàn ông đó đã phải, thứ nhất một người đã phải xin lỗi và một người đã bị sa thải khỏi cái công việc hiện giờ của anh ta. Chính vì thế mà đến bây giờ cái thông tin này vẫn còn rất là hot. Mọi người có phải công nhận là cư dân mạng bây giờ rất là hay, chỗ điều tra thông tin lý lịch của người ta hả, làm việc gì thông tin như thế nào. Đã hết giờ bàn chuyện đi hả? Đề nghị các anh chị tiểu thương nhanh chóng kêu gọi bình chọn và dọn dẹp nhanh gọn lẹ rồi cuốn khỏi chợ chung Thanh Kiều. Về cái cô bé mà tự làm được gì đấy thì theo ra mọi người không nên bình chọn thêm nữa. Còn cái thông tin mà một vợ mà một chồng mà hai vợ đó thì thôi cho nó nằm xuống dưới luôn thì cũng được, cho nó trôi đi mọi người. Thì hiện giờ thì thông tin việc làm từ thiện của anh Phan Anh và thông tin về việc đánh nhau ở sân bay thì chỉ muốn cháo hai vị trí này với nhau, đó là đưa thông tin từ thiện của anh Phan Anh lên vị trí đầu tiên. Bởi vì đây là một thông tin mà Di nghĩ là tất cả các bạn nên cần quan tâm và đây là một cái sự việc mà cả nước của chúng ta đều đang quan tâm. Về cái thông tin mà đội tuyển U19 Việt Nam giành vé vào World Cup U20 ấy, thì theo Giang đây là một trong những cái tin rất là vui của cả đất nước và những cái người mà đều cổ bóng đá nữa. Thì theo Giang chúng ta nên quan tâm nhiều đến cái thông tin
tin này để cho những cái cầu thủ cảm thấy rằng là chúng ta đang rất là ủng hộ và quan tâm đến họ. Họ sẽ có thêm cái sức mạnh để họ chiến đấu ở cái đấu trường quốc tế nhiều hơn. Hiện tại là cái việc mà trúng số mà 92 tỷ là đã nằm ở thứ hạng thứ hai. Thì cái vấn đề đó người ta trúng tiền thưởng cũng đã trúng rồi thì thôi cho qua đi. Trời ơi thôi mình chọn gì đó tỷ lệ đi. Trời ơi tao than hết rồi kịp. Ủa cái bà gì bây giờ? Trời ơi bà sắp cho bà đi rồi. Đi lên. Lẹ đi con nhỏ kia, chờ tao đóng cửa kìa.